Anh em muốn thử vận may kiếm tiền online uy tín không sợ lừa đảo, đến ngay CLMMVIP.me, hệ thống chơi chánh lẻ Momo dịch tự động 24/7. Cách thức tham gia vô cùng đơn giản, đường link mình để dưới phần mô tả. Yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với Zello mình nha, Tử Tử bá đạo người nha. Xin chào anh em của game Poké Đại chiến như mình, Tử Tử bá đạo bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, trước vào video cho anh em xem video vẻ like, share, đăng kênh cũng phải xin nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi chốt event tặng hàng không bứa anh em, và tôi sẽ cùng các bạn đi chuẩn bị cho một lượt event tặng hàng mới. Bởi vì kênh Đạt 2K1 rồi anh em, như là đã hứa bữa anh em thì con hạc VIP không, ở bên VIP không anh em con hạc tem nham đó. Mình S1030 thì tôi sẽ chuẩn bị mang làm event cho anh em luôn. Thì tôi thông báo qua để anh em nào đang theo dõi kênh thì có thể nói theo để có thể tham gia event bên kênh nữa nhá. Đó, nếu như bạn nào không trúng event này thì có thể tham gia event sau. Và cách thức tham gia thì rất đơn giản thôi, các bạn chỉ cần đăng ký kênh và chuông thông báo lên dõi theo video mới nhất và nhào vào tham gia thì kiểu gì các bạn cũng sẽ có cơ may, biết đâu các bạn là người may mắn nhận được con nào đó thì sao, đúng không? Đó là tất nhiên rồi, cũng như là một like, một subscribe để ủng hộ channel phát triển luôn. Cảm ơn bạn người rất nhiều. Ok, tiệm này thì tôi trở về S ấy luôn anh em, về S641 chơi các bạn. Ok, ngoài ra thì tôi đang cần sang nhượng em này luôn nhé. Bạn nào có nhu cầu hoặc là hứng thú thì cứ liên hệ với tôi. Mà nếu không, nào lắm là không nghịch Beywa anh em, chứ về đây tôi nghịch Beywa là chính các bạn ạ. Thật sự hôm nay về đây mới phong vấn đề chính đó là nghịch Beywa anh em. Đó, này về đây là tôi vấn đề tôi muốn chính là người tem Beywa QRM này anh em. Ok, mang lại phụ kiện cho cháu nó nào. Cháu này như là mang bộ này đúng không? Tôi nhớ cháu này mang bộ này anh em. Bộ kiên định này mang cho cháu này. Kiên định là mang cho cháu B thì cháu này, bộ này nó tăng đam anh em, còn này đánh đam. Rồi mang vô Acer có bộ nào không? À, Acer đang mang bộ này, cái bộ này anh kia như là mang cho cháu Mew à? Ừ, nó bộ này mang cho cháu Mew anh em, đây. Đây bộ này mang cho cháu Mew. Đó, bộ kiên định là mang cho cháu Mew này. Bộ này pull chưa? Pull rồi. Ô, có bộ cháu Mew này chưa pull này. À, tính ra bộ Mew này chưa pull anh em. Đây, giày phía dưới giày tôi còn rất nhiều. Bữa cứ ngồi rảnh lâng anh em, đang trong gộp lên đẩy lên hay là cứ lên một đống các bạn. Hôm nay ngồi rảnh ghép, còn ít đồ quá không đủ ghép các bạn. Xem là trong túi có không? Trong túi không còn anh em. Rồi, đầu tiên chúng ta đi quét đã nhờ. Quét xong đi combo event đã đi anh em. Combo event được về chơi các bạn, không mất công nhiều anh em phải ngồi đợi. Ok, chúng ta đi combo event nhá. Ok các bạn, đây, đâu rồi. Event tặng hạt Poké Đại chiến đây anh em. Đây event đây. Rồi, chúng ta sao chép liên kết nào. Rồi. Ok anh em, ở video hôm trước thì tôi có đặt ra anh em một câu hỏi, đó là 7x7 bằng bao nhiêu các bạn. Đó là một câu hỏi thường lệ cho nó có cái vui để chúng ta trả lời thôi. Thì các bạn biết rồi, 7749 anh em, không phải giải thích, các bạn biết rồi, 7749 chắc chắn rồi. 7x7 bằng 49 anh em, tôi sẽ random. Ở đây có tính năng random này khá là hay anh em, tôi sẽ quét random nhá. Sẽ quét ra hai bạn, người đầu tiên sẽ là người trúng giải và người thứ hai là người dự bị. Dự bị đây có nghĩa là sao, là cái bạn trúng giải nếu như không tham gia đầy đủ chương trình bị event bên tôi thì sẽ không nhận hạt, thì người thứ hai sẽ được quyền lợi nhận nhá. Đó, còn đâu các bạn là với người thứ hai thì vui lòng dõi theo video, có gì tôi sẽ thông báo trên video hạt giao rồi, tôi sẽ nói là hạt giao rồi, còn đâu hạt không giao được thì người phòng bị nhắn tin thì vậy nhá. Ok, hôm nay tôi sẽ quét hai người phòng bị luôn để tránh trường hợp là cả hai người đều không tham gia event đầy đủ. Ok, người đầu tiên. Chào bạn Minh Nguyễn nhá. Ui, xin chia buồn với bạn Minh Nguyễn là bạn đã tham gia trả lời đúng câu hỏi của chương trình nhưng mà bạn không tham gia đúng đầy đủ anh em. Các bạn nhớ nhá, 3 bước tham gia event bên kênh Tử Tử đường phố, kênh Tử Tử bá đạo tôi rất đơn giản anh em. Việc đầu tiên đó là like và share video trên Facebook anh em ở dạng công khai. Và thứ hai là anh em vẫn đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên giúp tôi, bạn nào đăng ký rồi thôi. Việc thứ ba là anh em comment trả lời câu hỏi kèm theo tên Facebook của các bạn nhá. Còn đâu những comment như này không tính bạn này. Ok, chia buồn với bạn Minh Nguyễn nhá. Tiếp theo nào. Ao, ước ao hả? Chào bạn Quỳnh Thúy nhá. Facebook của bạn nó phải ước ao, tôi nhìn cái này như là ước ao đây, là ước trúng hay sao á. Tạm thời ghi nhận bạn đầu tiên này, Quỳnh Thúy. Nếu là bạn có lên Facebook ước ao thật thì nhắn tin cho tôi. Đó, còn nếu đây là comment nói dạo thì không phải nhá. Tôi sẽ quét thêm hai bạn nữa anh em. Ô, chào bạn Minh Dương. Uầy. Đó, quá trời anh em tham gia mà làm. Đây rồi. Chúc mừng bạn Kiệt Anh. Tiếp theo này, bạn này là phòng bị anh em nhá, bạn phòng bị đầu tiên này, hai bạn phòng bị thôi, một bạn phòng bị đầu tiên này. Bạn đầu tiên hôm nay lại có Facebook ước ao anh em. Không biết có thật không. Chào bạn Phạm Minh Hoàn 7749, chúc anh một ngày vui vẻ. Anh cảm ơn em rất là nhiều, nhưng mà em nhớ tham gia cho đầy đủ người, cả có chúc anh thì em cũng nhớ kèm theo tên Facebook của em nhé. Nếu không có tên Facebook thì coi như là comment không tính rồi. Tiếp nào. Uầy, chào bạn Trần Đức Hoàng Phúc. Wow, quá trời anh em tham gia sự kiện đúng mà không tham gia đầy đủ. Lô Đạt rồi, người phòng bị thứ hai. Vậy là chúng ta đã có hai người phòng bị và một người trúng giải rồi. Ok, bạn trúng giải vui lòng check out thông tin gửi qua bên Facebook chúng tôi và gửi đầy đủ ảnh nhanh em nhé, bao gồm ảnh đầu tiên là ảnh like, share video trên Facebook của dạng công khai. Ảnh này là yêu cầu ở trong sự kiện chứ không phải trúng giải rồi mới quay ra chia sẻ, sẽ không được tính đâu. Và tôi nói trước là tôi có thể check nhá, chứ nhiều bạn còn đi ghép ảnh thì hơi bị buồn. Anh em chia sẻ với các bạn vậy luôn, tôi có thể check của anh em, nhưng mà các bạn nên chụp ảnh và gửi của tôi cho nó đỡ mất công. Ảnh thứ hai là ảnh đăng ký kênh, và ảnh thứ ba là cái ảnh các bạn comment trúng. Ảnh comment trúng là cái ảnh tôi vừa quét ra đấy, là các bạn đưa tôi, còn cần thiết nếu cần thiết là anh em sẽ đưa tôi cái app Google để tôi vào tôi check luôn xem có đúng không. Ok anh em, đó là xong. Vậy chúng ta đã tìm ra được 3 người trúng giải rồi. Ok, theo lịch trình thì ngày mai anh em, ngày mai trên kênh Tử Tử Bá Đạo sẽ lại tiếp tục một cái mini game tặng ác tiếp. Và còn một con ác nữa thì nó sẽ rơi vào tầm độ khoảng chắc là 2k3 hoặc 2k4 sắp anh em, thì tôi sẽ tặng thêm một con ác nữa. Nói chung từ giờ cứ rảnh có ác thì tôi sẽ tặng anh em. Đó, các bạn cứ voucher đăng ký và bật chuông thông báo rồi theo kênh thì kiểu gì cũng sẽ có mini game cho anh em chơi vui vẻ nhá. Ok, mà nói chung thì cũng tìm ra người trúng giải rồi. Giờ chúng ta sẽ quay trở về game anh em. Chúng ta sẽ quay về đây để quẩy con nào của tôi. Lại lâu lắm rồi không cầm Beywa đi chơi anh em. Rồi, chúng ta sẽ cầm Beywa đi chơi xíu các bạn. Bắt cặp đi. I search Beywa QM. Rồi, I search. Đổi trang bị, đổi qua miếng này anh em. Ok, hệ băng. Bắt cặp 9 cổ, cô độc. Làm trận anh em, lâu lắm không đánh nhớ ghê á, đánh 1-2 ván xong tôi đi cham thôi anh em, về test tem cho đỡ buồn các bạn, nhớ ạc ghê luôn. Cái giờ ạc tôi nó cũng yếu quá rồi. Ấy, thằng nộn kia rồi. Mưa băng, môi trường, bút khiên. Đấy, nó đồng loạt như vậy luôn anh em. Bớt giỡn, thổi nào. Đấy, thổi tiếp nào. Hốt luôn. Win. Ạc này tôi điêu mà anh em. Ạc này một tay tôi nâng cấp mà các bạn, làm sao đùa được. Đấy, từng đọt vào top 8 cụm tram anh em biết rồi. Đấy, và đứng top 2 à, mùa đầu tôi đứng top 2, top 1 à, top 2 anh em. Mùa đầu đứng top 2, top 3 tôi không nhớ, xong về sau là ấy. Về sau hết tiền nạp các bạn. Nói câu hết tiền nạp nghe nó đau lòng quá, chơi game hết tiền nạp nghe buồn quá. Xong quả này là hết rồi anh em, trận đấu cái chính thức kết thúc. Bút môi trường, bút khiên lên cái là trận đấu kết thúc rồi các bạn. Win. Ôi, lâu ngày không đánh về nhớ tem ghê anh em. Ạc bên S1030 tôi đang định lên tem Beywa các bạn. Lâu lắm rồi không chơi, khi chơi lại Beywa. Mà nghe bảo mê cung giới hạn nó có cho bắt. Hay lại bảo đợi mê cung giới hạn. Nói chung là hôm bữa đôi mảnh của cháu Luya, mảnh cháu Luya bá chủ tôi cũng cảm thấy hơi tiếc nuối rồi anh em, cảm thấy sai lầm thật rồi. Bữa đây em tôi nó khuyên đúng là sai lầm thật các bạn, đúng là phải cân nhắc trước, có chơi thì hắn đổi. Đúng ở đấy cũng tuổi trẻ chưa sai sửa đời anh em, nóng vội quá. Dạ, thôi xong gốc nữa rồi. Ok, trận đấu kết thúc. Win. Quả bá anh em, đem bánh B thế nhở? Uầy, đẹp B ngoài B quá. Hè lâu đâu không chơi anh em, test vấn tây sướng ạ. Tối cầm tem này đi bót đồ đẩy mắt B. Đó, cứ đẩy phát 1 anh em, rồi phát 2. Trời ơi. Bút môi trường lên anh em. Đấy, tăng deep ARM lên, kiểu sống sót được qua lần này anh em. Thôi toàn rồi. Toàn rồi. Quả này toàn rồi các bạn ạ, toàn rồi. Ôi rồi luôn. Ôi rồi, xin vĩnh biệt cụ rồi. Quả này đi. Xin vĩnh biệt cụ. Toàn thế nhỉ. Tiếp anh em, làm trận nướng. Ta bắt trận tram đấy anh em. Ui. Thấy B đấy nhỉ. Tự nhiên lại muốn chơi con nàng này ghê. Mà thôi anh em chịu khó cày bên ạc S1030 sớm ngày lên được như này là cũng chơi được nhẹ thôi anh em. Tôi cứ chơi kiểu dân giá nó nông dân này thôi anh em, chứ không quen chơi kiểu pro lạp mấy con bét kiểu cái đâu. Tính tôi cũng thích chơi mấy con đấy, nó thật nhiều bạn thế mà là không có thì cứ nói vậy, nhưng mà thật sự là vậy anh em. Đó, thật sự là bản thân cũng không khoái mấy con đấy lắm. thích chơi nó đơn giản hơn. Nhưng mà Beywa có khi tôi sẽ chơi lại anh em, có khi sẽ comeback Beywa ở bên ạc đấy anh em. Ô kìa, quay thế nhờ. Còn mình cháu nó thôi anh em, chứ còn một chỉ cần cháu Y còn sống nữa là nó win chắc chất này rồi. Ú thế. Ok, vào big để team phát nhờ. PR mới được để đây này. PR giờ cho mang gì ra ta, còn đồ không? Còn các bạn, còn đồ này. Thôi anh em mang tạm món này rồi. Áo thì mang đại đại thôi anh em. Đây, cháu này chưa có đồ đúng không? Chưa có, xuống đây anh em cho cái giày này, cho cái này này rồi. Cho tạm cái áo vào anh em, chơi chơi thôi. Rồi làm bắn tram đi, lâu lắm rồi bắt tram bằng này anh em. Bắt cho này ra, PR vào. Quên thanh kiếm hy sinh à? Ồ, thanh kiếm hy sinh à anh em? Đúng rồi, áo này có thanh kiếm hy sinh này, tôi quên mất các bạn. Có cái át khỉ đồ thứ các kiểu luôn, ngày xưa chơi cũng bê lắm đấy. Ok, làm ván đấy, làm một ván tram thôi nhá. Làm ván tram nó kết thúc video anh em. Nói chung thì mai chiều công bố event thôi, mới tiện thì đằng nào video thì nó cũng quay nó dài dài tí cho anh em có cái để xem. Đấy, chả biết làm gì tôi về hàng này chơi anh em, cũng tiện cũng nhớ bet các bạn, lâu lắm rồi cũng nhớ Beywa. Về làm ván chơi cho nó đỡ buồn, đánh phây. Động lực anh em để cài ạc bên ạc server mới. Có khi lên tem Beywa cũng được. Thôi lại tính chơi này quả tem điện thoại ngày xưa cơ anh em, Son Galeo luôn la, nhưng mà thời bây giờ như là hiệu ứng của nó bị khó lắm anh em. Ngày xưa còn đến là hiệu ứng choáng, nhưng mà giờ choáng giấy bà quá. Ok, không bắt được ai. Ok, nói chung thì thôi anh em, video thì cũng quá dài là clip, xin phép thôi anh em đây. Hẹn gặp mọi người ở clip theo, còn video kênh Tử Tử Bá Đạo rất nhiều nhá. Và anh em đừng quên để lại kênh một like và subscribe để ủng hộ channel phát triển nhau mọi người rất nhiều. Giờ đi. Bye bye. Xin chào.